Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin rất đáng được quan tâm. Bộ Y tế ra công văn mới đưa bệnh nhân vào thế khó. Hàng loạt sở y tế, bệnh viện, bệnh nhân lên tiếng kêu cứu. Bệnh nhân không chữa bệnh thì không được, còn chữa thì chi phí vô cùng tốn kém. Trà Vinh không thanh tra các gói kit test COVID-19 liên quan đến công ty Việt Á. Trong khi thanh tra các gói thầu khác thì kết luận có sai phạm nhưng rất chung chung, chỉ kiến nghị kiểm điểm để rút kinh nghiệm. Thiết nghĩ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần vào cuộc. Nếu để thanh tra tỉnh thanh tra sai phạm ở chính địa phương, e rằng thiếu khách quan, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Bác sĩ Lê Thanh Phuông đưa ra nhận định, việc bệnh viêm gan bí ẩn liên quan đến COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Điều đáng chú ý, các ca bệnh giữa các nước không hề có mối liên quan dịch tễ hay di chuyển nào, khả năng liên quan đến COVID-19 đang được tìm hiểu. Sự giống nhau đến kỳ lạ giữa mắc COVID-19 thể nặng và bị rắn chuông cắn. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Trà Vinh thanh tra kit test COVID-19 đưa ra kết luận chung chung, thiết nghĩ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần phải vào cuộc. Trong bản kết luận của thanh tra tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra mua sắm phòng chống dịch COVID-19 nhưng không có nội dung kiểm tra các gói thầu liên quan đến công ty Việt Á, dù địa phương này đã chi tổng cộng hơn 32 tỷ đồng để mua sắm vật tư, kit test của công ty này. Cụ thể, ông Trần Văn Ba, tránh thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, đoàn thanh tra chọn kiểm tra 19 gói thầu mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 với tổng trị giá các gói thầu được phê duyệt hơn 53,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoàn thanh tra không kiểm tra các gói thầu mua sắm có liên quan đến công ty Việt Á. Khi hỏi về lý do vì sao không kiểm tra các gói thầu liên quan đến công ty Việt Á, tránh thanh tra tỉnh Trà Vinh giải thích. Khi phê duyệt kế hoạch thanh tra thì có, nhưng Bộ Công an vô làm việc với các gói thầu liên quan công ty Việt Á, tỉnh mới bỏ ra để Bộ Công an làm. Do đó, tỉnh không thanh tra các gói thầu liên quan đến Việt Á. Việc này thanh tra tỉnh có báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đáng chú ý, kết luận thanh tra 19 gói thầu được công bố một cách hết sức chung chung như sau. Các chủ đầu tư còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác lập dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng 4 trên 19 gói thầu. Trong quá trình thực hiện, đã để xảy ra thiếu sót trong việc lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra, qua thanh tra, phát hiện các công tác quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị, Sở Y tế còn hạn chế việc lập sổ sách, theo dõi, quản lý, phân phối và tiếp nhận các trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ kết luận chung chung này, thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bác sĩ Lê Thanh Phuông đưa ra nhận định, việc bệnh viêm gan bí ẩn liên quan đến COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Ngoài việc xác định tạm thời viêm gan bí ẩn ở nhóm chưa trưởng thành có liên quan đến adenovirus và COVID-19, thì đến nay, tên gọi của bệnh viêm gan này vẫn chưa được thay đổi vì chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Hiện bệnh này đã lan ra hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả các châu lục đều đã ghi nhận ca bệnh không qua khỏi, 10% trong tổng số bệnh nhân phải ghép gan. Trao đổi với truyền thông về căn bệnh này, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Phuông, trưởng khoa khám chuyên khoa gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, viêm gan cấp bí ẩn xuất hiện ở Việt Nam là điều rất khó tránh. Đáng chú ý, các trường hợp bệnh không có mối liên hệ dịch tễ nào, không ai có tiền sử đi du lịch gần đây đến các quốc gia có trường hợp bệnh đầu tiên là Vương quốc Anh trước khi khởi phát các triệu chứng, nên yếu tố lây truyền giữa các ca bệnh gần như không ghi nhận. Bên cạnh mối liên quan đến adenovirus, một virus gây bệnh dạ dày, thì 18% trường hợp các ca bệnh viêm gan có liên quan mắc COVID-19. Nguyên nhân này đang được WHO tích cực điều tra trong tuần này. Hoặc cũng có thể đây là căn bệnh mới xảy ra do sự tương tác virus, ví dụ như là adeno và SARS-CoV-2. Bác sĩ Lê Thanh Phuông cho rằng viêm gan bí ẩn nhiều khả năng sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam, trong khi chúng ta chưa tiên lượng được diễn biến cũng như nguyên nhân của bệnh này. Nếu nghiêng về virus adeno gây bệnh viêm gan cấp, chưa rõ nguyên nhân, thì có nghĩa là chúng có khả năng lây lan. Chúng ta có thể phòng ngừa chúng, tương tự như phòng ngừa bệnh COVID-19. Tuy nhiên, căn bệnh này sẽ nguy hiểm hơn với tỷ lệ trở nặng cao. Thực tế, 10% bệnh nhân đã phải ghép gan và nhiều ca không qua khỏi. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin rất đáng được quan tâm. Bộ Y tế ra công văn mới đưa bệnh nhân vào thế khó. Hàng loạt sở y tế, bệnh viện, bệnh nhân lên tiếng kêu cứu.
bệnh nhân không chữa bệnh thì không được, còn chữa thì chi phí vô cùng tốn kém. Nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đang lúng túng khi Bộ Y tế ban hành công văn bãi bỏ thanh toán bảo hiểm y tế với máy móc và trang thiết bị y tế đi mượn. Hiểu một cách đơn giản như sau, bảo hiểm y tế sẽ không chi trả cho các bệnh nhân khám bệnh, có sử dụng các máy móc thiết bị do phía bệnh viện đi mượn. Thay vào đó, bệnh nhân sẽ phải tự chi trả các chi phí này dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Công văn này của Bộ Y tế được đánh giá đưa bệnh viện vào thế khó và bệnh nhân cũng vào thế kẹt. Lấy ví dụ điển hình là Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn 1,6 triệu lượt bệnh nhân, bảo hiểm y tế chiếm 70%. Trong khi đó, 80% hệ thống máy xét nghiệm hiện hoạt động ở bệnh viện là máy đi mượn. Nếu không được thanh toán chế độ bảo hiểm y tế sẽ dẫn đến hai khả năng như sau. Thứ nhất, bệnh viện sẽ phải ngừng hoạt động vì không đủ trang thiết bị để phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị và tính mạng của người bệnh chắc chắn sẽ bị đe dọa. Thứ hai, nếu không muốn ảnh hưởng và đe dọa tính mạng của người bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm trên các máy mượn, nhưng bệnh nhân phải tự thanh toán chi phí và điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân bảo hiểm y tế, đồng thời có khả năng sẽ gây ra tác động lớn đến an sinh xã hội. Bởi các lý do kể trên mà Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và hàng loạt các bệnh viện, sở y tế trên cả nước kiến nghị Bộ Y tế tạm dừng hiệu lực của công văn trên. Bệnh nhân cũng mong muốn điều tương tự khi gánh nặng kinh tế đang ngày càng đè nặng lên đôi vai của họ. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành suốt 2 năm vừa qua. Ngay sau đó là khủng hoảng kinh tế khi giá thành các mặt hàng thiết yếu đều tăng cao phi mã, trong khi đồng lương không tăng, nghề nghiệp thì không ổn định sau COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Sự giống nhau kỳ lạ giữa mắc COVID-19 thể nặng và bị rắn chuồng cắn. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện người mắc COVID-19 thể nặng giống như bị rắn chuồng cắn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí điều tra lâm sàng gần đây, một loại enzyme tăng vọt sau khi một người mắc COVID-19 nặng có cùng họ với enzyme trong nọc độc của rắn chuông. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra loại enzyme trong mẫu máu của hàng trăm bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng. Cơ thể con người có chứa nhóm enzyme A2 giúp bảo vệ họ khỏi vi khuẩn và chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, với số lượng lớn giải phóng để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 ở mức mất kiểm soát, chúng lại chống ngược lại con người. Nhóm nghiên cứu cho rằng, kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân COVID-19, cũng như có khả năng cứu sống hàng trăm ngàn người trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những loại thuốc được sử dụng để điều trị rắn cắn có thể được sử dụng để chống lại virus SARS-CoV-2. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!